Cũng trong ngày hôm qua, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã gửi lời chúc mừng đến quân đội nước này sau khi cùng ngày phá vỡ thành công vòng vây của các tay súng lực lượng nhà nước Hồi giáo IS tự xưng ở Deir ez-Zor, chấm dứt thế bao vây suốt 3 năm qua tại thành phố lớn nhất miền đông này. Dưới sự yểm trợ của không quân Nga, quân đội Syria đã tiến vào căn cứ lữ đoàn 137 ở rìa phía tây thành phố Deir ez-Zor, đột phá vòng vây của IS tại đây. Căn cứ này nối liền toàn bộ khu vực phía bắc thành phố, hiện do chính phủ kiểm soát bằng con đường duy nhất. Quân đội Syria khẳng định đây là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến chống khủng bố. Tuyên bố nhấn mạnh động thái này đã chứng minh năng lực của quân đội Syria cũng như mở đường cho các chiến dịch quân sự chống IS tiếp theo tại thành phố Deir ez-Zor. Hiện quân đội Syria đang đẩy mạnh việc giải phóng hoàn toàn Deir ez-Zor sau khi lực lượng vũ trang đối lập được Mỹ hỗ trợ đã kiểm soát được hơn một nửa thành phố Raqqa, thành trì nòng cốt của IS nằm liền kề. Hiện IS vẫn kiểm soát phần lớn tỉnh Deir ez-Zor, một trong những cứ điểm lớn cuối cùng của lực lượng này ở Syria. Hiện một căn cứ không quân Syria ở phía nam thành phố cùng tên và ba khu vực lân cận vẫn đang bị IS bao vây.